Ngọc đi. Ngọc, lại giùm đồ Phương phát kìa. Cậu cộng cái cộng. Ai da Phát, đẹp mấy chân lên luôn. Xô Ngọc đi Ngân, Ngân, xô Ngọc đi. Giữ Ngân lại kìa. Hai đứa này nữa. Phát cứu em, cứu. Trời ơi, Hoàng Ngọc, anh như là một con gì vậy? Canxi chắc khỏe xương, tăng cường đề kháng. Bây giờ thưa quý vị, hiện tại hai người chị chúng tôi đã có hai thông tin và trò chơi bắt đầu. Vô bạn Ngân ơi, bạn Ngọc, đừng bạn em ơi. Nhìn cho em nè, thấy đồ ơi, hãy dùng khối lượng của em đi Ngân. Bạn Ngọc á, anh chị thấy đồ. Tôi là tôi không biết gì ra, tôi để tay đây sẵn nha. Đạt chưa? Bạn Ngọc. Cái gì vậy? Để đây. Trời, cho tôi kéo với bạn. Tôi để tay đây sẵn, tôi không biết gì hết nha. Bạn Ngọc ơi. Mày không có nhột đâu. Đây là bé Ngọc đi. Ngân, chiến thuật hồi nãy anh bày với em đâu Ngân? Cái gì la quá vậy? Không có được đụng tay vô cái từ khóa. Bỏ tay ra khỏi từ khóa. Ai không được đụng? Hai đứa đó được đụng tay từ khóa. Đụng cái gì cũng được, không được đụng tay một từ khóa. Một bài hát của Trúc Nhân. Ba chữ. Cái gì? Một bài hát của Trúc Nhân. Sáng mắt chưa? Không. Trước đó rất là sao nó đụng tay rồi sao em thấy? Một, hai, đụng tay mẹ gì đó, bài gì mẹ? Không được đụng tay. Ôm tay rồi sao thôi? Số kế tiếp là số mấy? Buông tay ra. 1, 2, 3 số kế tiếp là số mấy? Ba. Nước cam, 1, 2, 3, 4. Không, cái bài nước hành cái gì? Không nghe nào cũng được. Cố giữ lắm, chính xác. Hay quá bạn ơi, giữ lắm. Thắng gì quá bạn ơi. Chính xác. Xác định, xác định. Hết giờ rồi, bây giờ đoán được rồi. Nhưng mà Ngân nó ôm như vậy nè, thì làm sao mà mình coi được? Ôi, cái đó là chiến thuật em ơi. Chơi như vậy làm sao mà nãy chị cũng ôm gì nè, chị để gì? Bây giờ cho hai đứa gái chơi nè. Đúng rồi. Phải ngang tài ngang sức. Đó, hai đứa gái nè, đó. Trời ơi, bé Ngọc chơi lại bé Ngân rồi. Chết em tôi luôn á. Đợi nào thắng là thắng luôn game này. Ngân đứng thẳng lên em, đừng có thủ thế sẵn. Mình đứng bình thường, mình chơi thoải mái thôi. Mình đã thắng rồi mà còn thủ gì nữa. Đúng rồi. Cái gì vậy? Không có chuẩn bị. Chưa có gì hết. Ngân đang chưa, ở đây không ai chuẩn bị chứ. Tại vì đợi coi thôi chứ đâu ai chuẩn bị đâu. Tại vì Ngân đang nhích nhích em vậy. Giống mà em còn đang chưa chuẩn bị lực đẩy lên đó. Làm lại thử một lần. Làm lại thử rồi. Làm lại nhưng mà đâu có tính. Không tính nha. Bà Ngọc với bà không chơi rồi, luôn. Lại không tính. Dựa thôi. Rồi dựa. Sai luật. Lực của ta là cúi xuống lụm thôi chứ phải lực. Đó là em chỉ nhích ra để em vẫn cúi xuống lụm mà. Về quận 9 chơi. Làm lại lần nữa không? Thôi chắc khỏi đi, chị được chơi rồi mình nè, cho chị vô trọng chơi mình chị luôn. Một lần nữa thôi, danh dự. Rồi cho chị chơi một lần nữa. Này nha, một cái mặt này nha. Đứng bình thường thôi, đừng có gồng, đừng không, có gì. Không, em phải trụ. Mình càng gồng là mình càng thua. Nghiêm túc. Không, trụ là té. Chị ý kiến gì nữa không chị Ngọc? Nữa không? Ta cần
Em té rồi, rồi. Khổ ghê. Thôi tím về tím. Như vậy. Anh cấm la đi. Ủa sao vậy? Cấm la. Sao vợ chị cấm xua đuổi em vậy? Chị sợ em quá. Em mập quá. Lây cái mập cho người khác. Cực lắm, chị giảm cân cực lắm. Chứ không có phải là dễ dàng như người ta đâu. Em đi ra chỗ khác anh ơi, anh ơi, anh ơi. Không phải em lây. Không phải em lây. Anh này lây nè chị. Cái gì? Lây cái mập. Bậy bạ. Đã truyền bá rồi, bây giờ nó mập quá trời mập, không ai mời nó quay kìa. Rồi nó vô đây nó. Nè cầm cái dù che mất cái bụng lại đi. Em làm gì có bụng đâu anh. Anh nói em có bụng mà anh nhìn qua nè. Mở ra rồi nè. Mọi người có nhớ là cái số năm trước thì hả, lúc mà Thúy Ngân đến với chương trình này cực đẹp. Mọi người có thể tưởng nhớ lại đây. Cô ấy không chỉ đẹp mà là rất xinh đẹp. Cô ấy không chỉ duyên dáng mà còn rất cá tính và bản lĩnh. Ly hôn đi! Ly hôn đi! Ly hôn đi! Cùng chào đón nữ diễn viên Thúy Ngân. Wow! Một sắc đẹp nghiêng thành đổ nước, một dáng dấp kiêu sa lộng lẫy, chữ S đàng hoàng luôn. Lúc đó người ta rất là bình thường và tự tin bản lĩnh. Nhưng mà bây giờ thì thiếu đi. Giống như là... Đây là một câu chuyện kinh dị hư cấu có thật. Chắc Tết này con không dám về quê thăm ba má luôn á. Hồi hôm trước thì tự mình sợ mình, mà hôm nay thì có nhiều người sợ hơn. Tám, chị Cám chị đi đâu thế? Em đi bắt cá. Em dò cá cho chị Tám. Chị định đi cướp hoàng thượng của em à? Tám ơi, chị Tám nó cứ theo em. Em dò nó. Chị Cám ơi, đừng cướp hoàng thượng của em nữa. Bình thường. Ủa em đang tập gym hay gì vậy Ngọc? Đâu có. Sao em tập nặng dữ vậy? Không biết cái bộ phận nào của nó đập vô mà đau. Đau quá. Cám ơi, chị Cám nè, công trình chị nảy nở được có nhiêu đây thôi, em đừng có đè chị. Em cũng nảy nở lắm, chị Cám ơi. Chị Cám cho em chơi với chị rồi, được rồi, trời ơi, em đừng có làm phiền chị nó ngân kìa, lại chơi với anh Giang kìa. Không, em không chơi với anh ý thôi. Ai làm gì đó làm đi nha. Tại sao có làm? Em không biết luôn, mập đâu phải là tội đâu mọi người. Mập là do định mệnh mà. Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao? Tự hỏi rằng sẽ có thể nào? Em không có ăn gì hết mà em vẫn mập. Vẫn mập à? Cả ngày quay không ăn gì hết. Mập không có tội, phải nên chết. Đấy, mọi người bảo sao? Nói cám ác là đúng rồi. Tắm thì như thế này nè, mỗi ngày cứ bị
bị cáo ăn hiếp. Nhìn em nó cũng bắt chị ghê vậy. Chị bóp cổ em không chết được đâu, tay chị nhỏ hơn vòng cổ của em. Đi ăn á, xin chị Cám có một bịch bánh tráng mà chị Cám không cho. Chị Cám để cho đói. Thấy chưa mọi người, háo ăn lắm. Mình chị ăn từ hỏi thường mà em tính là mình hỏi xá lị luôn hả? Ghê vậy, chưa chín hỏi chưa chín. Chị vú cho nó chín hả? Vú vô đây mới chín. Ở đây nó có khí đá hả? Đâu có đâu, ở trong đây thì âm dương đá. Có hàng đá âm dương, âm dương tốt. Anh Luật ơi, anh Luật, đâu có đâu có, đây là cái đất. Không phải nha, đất đàng hoàng. Thôi. Nói gì mình chỉ lấy mình để lên này, đó. Thờ nó. Dạ, ăn keo không? Không, không. Chưa chín, chưa chín. Chị giáo nói đợi chưa chín. Chín luôn hả? Ừ, mấy ngày nữa mới chín. Nhưng mà thật ra là... Ok. Không lý mẹ. Em không chơi với chi nữa đâu, tha cho em đi. Ai ăn à? Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chào và hẹn gặp lại.